để cho người ta thấy là ông ta thị trưởng là không có giá trị, ngân hàng với chức cái nghị viên của mấy họ. Thì bây giờ là ngược lại, khi mà lên án thì đây đổ thừa cho ông Tý, ông làm thị trưởng không có làm gì hết để cho tình trạng suy thoái, để cho City thất thoát tiền, rồi ông dở, ông không có làm gì hết. Ủa, lúc thì chê là thị trưởng không có quyền, rồi bây giờ lúc mà muốn đổ tội á thì đẩy chỉ ngón tay vào thị trưởng, nói rằng ông thị trưởng không làm được gì hết. Thì hai người này, ông thị trưởng không làm được thì hai người này nghị viên phải làm chứ, tại sao là bây giờ là đổ thừa trong thị trưởng. Làm sao mà để mà build up thành phố thành ra một cái trung tâm du lịch đặc biệt của người Việt Nam ở người Việt Nam hải ngoại ở đây. Ai xuôi miệt ấy ghé gì thăm, bún cá phở quyên vẫn mãi thèm, hầm rục xương cá ngọt liệm, chả cá vàng tươi ngon giòn, nước lèo bốc khói thơm ngát, tương hành chanh ớt chỉ mời em, ăn tô bún cá chứa chan tình người. Xin mời quý vị đến với phở quyên, ăn một lần lại muốn ăn thêm. Phở quyên 714-896-0928, 896-0928.